Hôm nay chúng ta tu tập hơn 1.000 người, gần 1.001. Giờ này cũng 1 giờ. Thì biết rằng cái đạo tràng mà giờ này hơn 1.000 người tu, những người chúng ta thấy, còn những cảnh giới vô hình trong u minh giới thì đông cỡ nào, quá đông, mắt bình thường ta không thấy được, phải tin rằng rất đông, đông lắm. Nên quý vị phải lắng đọng cái tâm mình. Mình là người còn sống, mình ngồi mình nghe gì? Thăng bằng quyến thuộc, cửu quyền thất tổ, quán thăng giới chủ, chư hương linh dị nghiệp phá thai, họ cũng đang lắng động tâm mà họ tu tập với mình, và họ nghe coi mình nói cái gì, nhá, quan trọng dữ lắm. Giống như đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng công đoạn, nói khi ngày giảng kinh thì cái người còn sống khi ngồi nghe không nghiêm túc, hương linh nói rằng họ nghe không nghiêm túc, tôi cũng nghe không nghiêm túc. Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng, ủa, họ nghe không nghiêm túc, kệ họ, quý vị cứ nghe nghiêm túc để mình được giải quyết vấn đề sanh tử giải thoát của mình. Thì phải nhớ rằng trong lục đạo luân hồi này chúng ta quay quằn mãi khổ đau không dứt, không giải quyết được vấn đề giải thoát là ngay cái tâm nào, biết không? Hận thù và báo thù, nhớ kỹ nghe, người còn sống và người đã chết, nhớ quán thân giới chủ, cửu quyền thất tổ, chư hương linh vì nghiệp phá thai, ái hận thù báo thù quay quằn mãi khổ đau không dứt. Thì phải công nhận nó là những điểm này là mấu chốt quan trọng nè. Bây giờ chúng ta nghe đạo gì thấy không? Mình chỉ cần buông cái tâm báo thù đó thôi là mình đã an lạc rồi. Công nhận luôn. Mình vừa mang cái tâm báo thù mà mình để trong tâm mình thôi là mình đã nặng nề. Mà mình hóa giải cái tâm báo thù thôi là mình đã an lạc tự tại liền. Mỗi một người quý vị phải công nhận chỗ này không? Vậy thì cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ đời này nhiều đời nhiều kiếp, quán thân giới chủ, chư hương linh vì nghiệp phá thai, cảnh giới u minh khổ đau, bây giờ nghe được bổn nguyện Đức Phật A Di Đà, nghe danh hiệu ngài, niệm danh hiệu ngài thì ngài tiếp dẫn. Mà cái cõi này, cái cõi lục đạo luân hồi này thì rất khổ, mà thế giới cực lạc thì rất vui. Mình chỉ cần buông cái tâm báo thù xuống và niệm A Di Đà Phật cùng với đại chúng phát nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc, nhất là chư hương linh hay là cảnh giới của quỷ đạo, rất dễ giảng sanh. Vì quý vị chỉ cần buông cái tâm báo thù, buông cái tâm báo thù, nương vào bổn nguyện của Phật phát nguyện con niệm danh hiệu Phật cầu sanh cực lạc. Bây giờ quan gia nên giải, đừng nên kết nữa. Đạo Phật dạy là quan gia báo thù phải hóa giải. Nếu như quán thù này cứ trói buộc đời đời kiếp kiếp thì khổ đau không dứt. Vì thấy như cái câu chuyện mà Ngộ Đạt Quốc Sư không? Theo 10 đời để chờ cơ hội báo thù. Vì thấy chưa? Nếu như mà gặp một cái pháp tu như vậy mà buông cái tâm báo thù, đừng đợi tới 10 đời, thì nương vào bổn nguyện niệm Phật thì được Phật A Di Đà tiếp dẫn giáng sanh rồi. Được tiếp dẫn giáng sanh rồi. Nhưng mà đời đời kiếp kiếp đeo bám theo đi báo thù. Vì mà chờ cơ hội 10 đời khổ đau không dứt để báo thù nhau. Nên tất cả chúng ta nghe đạo bị nhớ nghe. Từ người còn sống cho đến người đã mất,
đều phải buông cái tâm báo thù. Buông cái tâm báo thù, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đây mới là trí tuệ thật sự. Đây mới là trí tuệ thật sự. Để biết rằng cái giờ tu này không đơn giản. Cái giờ tu này niệm Phật nó an lạc, nó nhẹ nhàng sao á. Biết thấy giống rõ ràng luôn quý vị coi. Thí dụ như giờ này mà đường xá bị đi, quý vị chạy quý vị thấy không? Nếu mà chạy ra đường thế này, đường quý vị chạy thả ga không kẹt xe. Vậy thì cái giờ này mình niệm Phật cũng vậy, cái tâm người ta lắng động xuống hết rồi. Mà cái giờ này cái người niệm Phật không có đơn giản, cái người tu giờ này không đơn giản. Nếu như không có một cái đầu kéo, quý vị làm sao tu giờ này? Sao tu giờ này đây? Nên vì tu giờ này á, lợi cho người còn sống lớn vô cùng. Nhất là cảnh giới của người đã mắc chưa siêu, lợi biết bao nhiêu mà nói. Người ta cảm ơn quý vị biết bao nhiêu mà nói chứ. Và bản thân của mình cũng được dưỡng dưỡng cái bồ đề tâm mình để mà quyết chí đời này sanh cực lạc. Nhớ kỹ, quan gia nên giải không nên kết. Cái tâm ái nhiễm, cái tâm báo thù, thương rồi hận, cái tâm này nhất định phải giải. Nếu đời này muốn sanh về thế giới cực lạc, từ người còn sống cho tới người đã chết, nhất định phải giải cái tâm ái nhiễm rồi báo thù. Vì thấy trong cuộc đời không? Thương rồi hận. Thương nhiều hận nhiều, thương ít hận ít. Từ cái chỗ này mà quay quần đời đời kiếp kiếp trong tam đồ ác đạo đa phần. Quý vị biết rằng lục đạo luân hồi, người chờ Atula thì thời gian chúng ta không có được ở bao nhiêu, nhưng mà tam đồ ác đạo thì cực kỳ nhiều. Đó cũng từ cái tâm gì báo thù. Quý vị biết vì sao chúng sanh trong địa ngục mà họ ở lâu quý vị? Vì họ vừa bị giết xong thì cái tâm báo hận, báo thù của họ phát lên, thì tiếp tục cứ là trong địa ngục không dứt. Còn quỷ đạo là do gì? Tham lam, vì quá đói rồi nên có một miếng đồ ăn gì cực kỳ tham lam. Như bà Thánh Đệ, ngày một kiện liên, ngày đem xuống một miếng cơm cho mẹ, bà lấy tay bà che lại, bà sợ những người bạn quỷ xung quanh giật cơm của bà. Nên cái tâm tham đó nên phải ở trong cảnh giới quỷ đạo không ra. Còn súc sanh là vì ngu si chấp vào thân súc sanh mà mang thân bồ câu, 8 vạn kiếp chưa thoát thân bồ câu. Kinh chưa? Nên từ nơi đó mà chúng ta càng nghe một cái pháp tu mà hóa giải cái ái, hóa giải cái báo thù, để mà nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đây là một cơ hội cực kỳ lớn. Đại lão và Tượng Tịnh Không này nói rằng cảnh giới quỷ đạo, cảnh giới u minh là từ 10 giờ cho đến 2 giờ khuya là đông vô cùng. Như là nhóm hội đông đến mức gì đó. Nên những đức lấy cái giờ này để dụng công tu, tại vì biết rằng mình nghĩ rằng bản thân mình mang cái thân này nó đã khổ rồi, mà cái cảnh giới đó còn khổ còn gấp bao nhiêu lần mình. Nên bản thân của mình vừa nỗ lực cố gắng phát tâm tu hành đời này phải về cực lạc, mà cũng rủ một số chúng sanh hữu duyên nhiệt liệt hết mình tu tập để đời này mình về cực lạc. Và tất cả những người chết chưa siêu, cảnh giới quỷ đạo đọa lạc trong cảnh giới vô minh khổ đau, giờ này có khi người ta được ra nè quý vị, người ta lại gặp được cái cơ hội gia đình người đó tu, gia đình người đó niệm Phật, đạo tràng niệm Phật. Nói giờ này mà thấy mà ở Hà Nội tu một số người nhiễm cũng đông đó. Rồi có những người 2-3 người tập trung lại tu tập. Quý vị biết rằng là người ta bu xung quanh mình đông cỡ nào chưa? Nên những đức nói rằng là gia đình mà thuận tiện giờ tu mở cửa ra. Đó là quá từ bi, còn không thuận tiện thì đóng cửa. Quý vị biết rằng có những người người ta tu người ta khó tu nha quý vị, mà người ta không dám bật đèn luôn, và bận nguyên bộ đồ trắng ở trong cái bóng tối. Khi lễ Phật quý vị biết rằng là đen trắng giận 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 bên trong, nhìn thấy cũng ớn ớn. Không đơn giản, nghe thấy chưa? Nó là quá nhiệt tình. Thật sự mà nói, giờ này mà hơn 1.000 người mà niệm Phật không đơn giản đâu. Hơn 1.000 thành viên quý vị, còn cái số lượng người là đông hơn nhiều.
Đó là người sống đó nghe. Cảnh giới của người chết đông cỡ nào. Như Đức nói rằng không có một cái cúng nào thù thắng bằng cúng câu A Di Đà Phật cho chúng sanh. Chắc chắn quý vị luôn. Quý vị coi con người ta dù có ăn no cỡ nào, dù của cải vật chất nhiều cỡ nào vẫn là khổ. Nhưng chỉ có cúng câu A Di Đà Phật cho chúng sanh mới buông bỏ được cái tâm tham sân si. Và khi cái tâm tham sân si mà buông xuống rồi, chúng sanh mới hết khổ. Quý vị nhớ nghe, cái pháp môn tịnh độ này không phải là quý vị mà không hành trì mà quý vị đi vào được nổi đâu. Nó có phải có giải hành, hành giải mới đi đôi. Nếu như mà chỉ có giải không hành, không bao giờ pháp môn tịnh độ này quý vị có cảm giác. Thật sự luôn. Bây giờ là chúng ta đang đi vào hành giải nè, hành trước giải sau nè. Quý vị biết rằng cái lúc mà niệm Phật, cái cảm giác niệm Phật không đơn giản. Bởi vì những đức nói cái người mà chia sẻ tịnh độ cứ là dụng công tu đi. Khi dụng công tu rồi quý vị sẽ cảm giác tuyệt vời khi bị đem tịnh độ chia sẻ. Dù là không có một quyển sách gì mà lạ lắm, cái lúc hành trì quý vị, lúc mà niệm Phật sẽ sanh ra những cái trí tuệ lạ thường. Hãy tin chỗ này đi. Và một con người mà chân thật niệm Phật lễ Phật, họ rất dạn dĩ trước mọi người, họ rất tự tin và tự tại, nên cái lời nói của họ phát sinh ra cũng rất là tự nhiên và rất là quyết đoán. Nên quý vị biết rằng cái pháp môn tịnh độ là pháp môn cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Bất cứ một người khổ đau nào chỉ cần gặp tịnh độ này mà đủ duyên, mà nắm chắc có vật hiệu này là hết khổ, hết cái khổ nho nhỏ trong cõi đời này, và giải quyết luôn cái khổ của đời đời kiếp kiếp, quá giải luôn quán thân trái chủ, và đời này được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là hưởng cảnh giới an vui và độ chúng sanh vô lượng chúng sanh. Nên mỗi một con người bây giờ phải dũng mãnh tinh tấn, siêng năng, đừng có giải đãi, đừng để luống qua đời này mang cái thân giả tạm này mà không nỗ lực mà tu thì để luống một đời cực kỳ uổng. Còn tất cả quán thân trái chủ đi theo chúng ta, hay cụ quyền thất tổ ông bà tại gia đình quý vị mà nghe như vậy rồi, bây giờ chúng ta phải cùng niệm Phật. Trong gia đình có bắt niệm Phật suốt, quý vị là những cảnh giới quỷ đạo khổ đau vô cùng, hãy nương vào câu A Di Đà Phật đi. Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện rằng chỉ cần một chúng sanh nào nghe danh hiệu ngài, niệm danh hiệu ngài, buông cái tâm hận thù báo thù, buông cái tâm đòi nợ, buông cái tâm buồn giận hận trách, niệm danh hiệu của ngài, thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mà Đức Phật A Di Đà ngài đã hứa rồi là 100% không sai. Hãy tin chỗ này, phải tin Phật. Đừng nên báo thù nữa, hãy tin nhân quả. Không bao giờ mà không có nhân mà có quả đâu. Dù đời này người ta có não hại phá thai, nhưng hãy tin vào cái việc nhân quả. Không phải là tự nhiên đời này người ta giết mình đâu. Hãy tin chỗ này. Nên phàm phu hận thù là vì chỉ nhìn đời này. Nên Phật Bồ Tát không hận thù, vì Phật Bồ Tát biết được đời đời kiếp kiếp các ngài đã gieo nhân đó. Nên mới nói rằng Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Bồ Tát mình thì tha hồ tạo tội nghiệp, rồi quả đến thì la, kêu gào, sợ hãi. Phật Bồ Tát thì gieo nhân thiện, vì các ngài sợ cái quả ác, nên các ngài phải gieo nhân thiện. Nên chúng ta phải tin nhân quả thông ba đời. Ba đời không phải là đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba, mà ba đời đây là quá khứ, hiện tại, vị lai. Mình đã gieo một cái nhân ác nào thì chắc chắn quả ác sẽ đến với mình. Quý vị phải nhớ kỹ chỗ này, không bao giờ sai một chút nào. Nên tất cả những người chết mà vì bị não hại, bị giết mọi cách, hãy buông cái tâm báo thù xuống và nương vào bộ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc đi, sẽ hết khổ. Còn nếu không, khổ đời đời kiếp kiếp. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà cái người này làm đồ tể giết châu, giết đâu 90 mấy con châu vậy đó. Mà quý vị biết rằng đời sau người này là người nữ, vậy mà theo báo thù ngứa, bởi vì mình mà nổi bú hoặc là ung thư, ngứa nổi mục đồ này kia rồi nghe, là quán thân trái chủ. Thì quý vị biết đời sau cô này mà cô bệnh đau mà cô ngứa mà cô gãi mà nó đỏ hết trơn, mà nó chảy máu mà gãi, nửa đêm nó tự nhiên nó cuồng chí ra bốc phân ăn. Thì biết rằng là giống như người ta khiến phải làm như vậy đó, để người ta báo thù. Gặp được một người đức hạnh tu hành, người cư sĩ này đến để hóa giải cái tâm báo thù. Vị này nói một câu rằng chúng sanh thật là ngu si, chỉ có nhìn cái đời hiện tại bị giết
mà không biết nhiều đời nhiều kiếp mình đã giết người ta, đời này ta giết lại. Chỉ biết người ta giết, người ta hại mình đời này rồi báo thù thôi, mà không biết nhiều đời nhiều kiếp mình đã não hại người ta. Nên bây giờ nghe cái đạo mà Đức Phật dạy thì phải buông cái tâm báo thù này, nương vào câu Phật hiệu. Có nghĩa là những người niệm Phật này chỉ khuyên thôi, như những đức chỉ khuyên thôi, không chen vào cái nghiệp duyên của quý vị. Nếu như quý vị mà nghe rồi mà buông cái tâm báo thù, nương vào bổ nguyện niệm Phật thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh, lìa khổ được vui. Đây là cái quan trọng quý vị. Nói giờ này mà xung quanh mình có khi ngồi quá chợ đông luôn, không giỡn đâu. Đầy cảnh giới hương linh không đơn giản đâu. Có câu ngủ gục luôn rồi. Đó. Giác đức nhiên. Ngủ của con. Nên từ đó phải tỉnh. Nó đâu vậy? Ưng linh chưa ngủ của con, ngủ của con. Nên từ đó thôi mày biết là mua cái tàu báo thù xuống ghe. Nó nên giờ này là quý vị thấy mày cái giờ này mà chưa từng thấy tu giờ này mà đem một phát chia sẻ giờ này không đơn giản đâu quý vị. Thấy không? Đây là những bạn sen thù thắng, bạn sen đặc biệt. Chúng ta bây giờ phải phát nguyện đời này phải về cực lạc cái quý vị. Nhất định phải về cực lạc nghe. Ai đời này quyết tâm về cực lạc đưa tên coi. Phải về thế giới cực lạc. Không có buồn giận ai để trong tâm nghe quý vị, quyết tâm nghe. Dù ai có não hại mình, ai có làm gì mình, ai có mà gọi là đối xử với mình như thế nào, mình cũng không có báo thù họ nữa. Mà mình phải quyết tâm vui trả nợ và đời này phải về cực lạc. Nhớ nghe quý vị, quyết tâm nghe. Đời này mà không về cực lạc là đi đọa địa ngục đấy. Và tình thì không người nói đời này không về cực lạc là đi đọa địa ngục. Nên nhất định đời này phải về thế giới cực lạc. Chư hương linh cũng vậy nghe. Chư hương linh nào muốn giảng sanh đưa tay lên coi. Quý vị đưa tay giùm đi. Hiểu chưa? Nên chư hương linh phải về thế giới cực lạc. Cũ quyền thất tổ của quý vị đang ở trong nhà, quý vị nghe điều này phải không? Nương vào câu Phật hiệu này về cực lạc luôn. Về cực lạc hết. Thấy không? Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc. A Di Đà Phật. 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 Recording stopped.